Doing Good Better, cuốn sách thay đổi quan điểm của bạn về từ thiện. Những gì tôi quyên góp sẽ giúp ích cho người khác như thế nào? Tiền bạc và lòng tốt của tôi có đang bị lãng phí không? Tất cả đã có trong sách Doing Good Better, làm việc thiện đúng cách. Tìm hiểu ngay ở đường link ở phía bên dưới. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với các bạn trong bài viết lần đầu nhận nuôi mèo của tác giả Limitless. Bài viết được viết và đăng tải trên website spyroom.com. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Trước giờ mình vẫn luôn là một người thích nuôi chó, không phải là vì không thích mèo, mà là vì cảm thấy chó khôn hơn, tình cảm hơn, cảm xúc thể hiện rõ ràng hơn, chơi cũng vui hơn. Mèo á? Chúng ta phải cảm thấy biết ơn vì bọn nó cho phép chúng ta nuôi bọn nó đấy. Chăm bọn nó, dọn cứt cho bọn nó, rồi phải thấy may mắn khi thi thoảng được bọn nó bố thí cho một cái dụi đầu và chân gọi là an ủi. Nhưng vợ mình thích nuôi mèo, và thế là bọn mình quyết định nuôi mèo. Vì tiền mua mèo con ở bên Úc này rất đắt, rơi vào tầm từ 1.000 đến 1.500 đô, nên bọn mình quyết định sẽ đi tới các trung tâm cứu trợ động vật để xem có bé mèo nào ưng thì nhận nuôi. Phí nhận nuôi chỉ khoảng từ 100 đến 300 đô. Nhưng trước khi đi đã bảo nhau rằng chỉ nhận nuôi mèo nhỏ tuổi để nó sống được với mình lâu, nhưng khi tới lại yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên về anh chàng 8 tuổi này. Và thế là nhà mình có một bác mèo. Tên gọi ở nhà của nó là Chu. Cuộc sống kể từ khi có Chu thay đổi khá là nhiều. Việc chi phí tăng lên thì không phải bàn. Và hai vợ chồng đã tính toán từ trước và tự tin chi trả được thì mới dám rước mèo về. Tuy nhiên, cái mình thấy thú vị là việc nuôi một bác mèo hay nuôi động vật nói chung quả là một trải nghiệm vô cùng quý báu, giúp chuẩn bị cho các cặp đôi trẻ đang mong muốn có con về sau này. Mình vẫn còn nhớ mấy ngày trước ngày tới rước mèo về, mình cảm thấy khá hồi hộp và căng thẳng. Liệu về nhà mình mèo có hợp không? Nó có quấn người hay không, hay lại chảnh chó không bao giờ cho động vào người? Có khó nuôi không? Có bệnh tật nhiều để rồi tốn tiền chữa trị hay không? Tiền thú y bên này đắt lắm. Mèo nhà mình đã quá tuổi mua bảo hiểm nên cứ xác định là tiền 1.000 đô nếu bị bệnh. Trong đầu mình khi đó, mèo không chỉ là mèo, mà còn là một trách nhiệm lớn phải gánh vác. Rồi khi đó chợt nghĩ, wow, cảm giác này có lẽ chính là cảm giác khi bố mẹ mình chuẩn bị sinh mình. Và rồi khi sinh mình ra, thì dù mình có thế nào thì bố mẹ cũng đã đem tới cho mình những gì tốt nhất trong khả năng của bố mẹ. Vậy thì thôi, suy nghĩ gì nữa, đã quyết định nhận nuôi rồi thì rắc rối gì cũng phải cắm đầu mà giải quyết. Những ngày đầu về, Chu còn khá lạ nên chỉ nằm ở trong ổ, không dám đi đâu hay là ăn gì. Nuôi mèo, mình phải bận rộn nghiên cứu rất nhiều thứ, từ loại cát mèo nào phù hợp nhất cho chung cư, tới việc đồ ăn khô hay ướt nào tốt nhất cho mèo già, tốt cho tiêu hóa, rồi bảo hiểm, rồi lịch tiêm vaccine, rồi cây cào, rồi đồ chơi, và cả tỷ tỷ thứ đồ bảo vệ răng miệng, vân vân. Mà nghiên cứu xong cũng đâu phải là chốt ngay được, mới nhận mèo về thì đâu biết được ngay là mèo có hợp với đồ nào. Lại cứ phải mua mỗi thứ một loại, rồi chăm chỉ quan sát phản ứng của mèo. Mà đồ cho mèo đâu phải là mua được lắt nhắt, toàn phải mua cả một bịch, dùng được mỗi một tí, thấy không hợp là lại phải bán hay là cho đi, rồi lại đi tìm bộ đồ khác. Rồi mỗi lúc chốt đồ để mua thì lại phải nghiên cứu tiếp xem chỗ nào rẻ nhất, săn sale, thời gian ship đồ là bao lâu. Trong thời gian chờ thì dùng tạm đồ gì để thay thế. Quá nhiều thứ phải cân nhắc, và chợt nghĩ có lẽ chăm con của mình sau này cũng vậy, cũng phải nghiên cứu, cân nhắc, lên mạng hỏi han. Cũng phải thử đồ này đồ kia xem con có thích hay không. Thật sự bận rộn, nhưng mỗi khi thấy đồ gì đó hợp với con thì lại thấy thở phào mừng vui và quên đi hết mấy cái sự khó chịu kia. Nuôi mèo mình cũng phải để ý tới việc ăn uống với đi vệ sinh của nó. Mỗi lúc mà thấy Chu ăn có mỗi một tí xong không chịu ăn nữa là lại buồn phiền, rồi lại phải lên mạng tra cứu nguyên nhân, thử đồ ăn mới, không được nữa thì lại phải book lịch hẹn gặp bác sĩ. Mình dùng máy dọn vệ sinh cho mèo nên có app theo dõi lịch sử đi vệ sinh mỗi khi mèo dùng máy. Có đi đâu chơi thì cũng vô thức mở app ra kiểm tra xem mèo hôm nay đã đi vệ sinh chưa, đi mất bao nhiêu lâu. Rồi về tới nhà thì lại mở ngăn ra xem phân như thế nào. Có khô quá không, có ướt quá không. Nào khác gì bố mẹ chăm con đâu. Rồi cả cái cảm giác cứ có gì đó lấn cấn mỗi khi đi đâu đó qua đêm. Sợ mèo ở nhà không được ăn uống đủ. Vừa làm mình lo nhưng cũng vừa làm mình cảm thấy thật hay. Bảo sao mấy anh chị bạn mình sau khi có con họ ít đi tụ tập hẳn. Nuôi mèo, mình phải để ý tới nhà cửa nhiều hơn, phải thường xuyên lau chùi dọn dẹp, vì phần lông mèo dính khắp nơi, phần là vì cát mèo hay bị văng ra mỗi khi mèo nhảy ra khỏi máy. Rồi luôn phải để ý đến những nơi mà không muốn mèo chui vào như là tủ quần áo hay nhà vệ sinh. Chợt nghĩ tới cảnh bố mẹ mình ngày xưa chạy vội đi tìm rẻ lau mỗi khi mình tè dầm hay ì đùn, hay tự dưng nôn ra sàn.
rồi thì baby proof ở toàn nhà, nghe cũng giống ghê. Chu nhà mình có thói quen là hay cọ đầu vào mình nhiều lần, mỗi lần mình cho chu ăn. Có thể là mình tưởng tượng, có thể là nó đang hối lộ mình, như thể là chu đang nói cảm ơn vì đã cho nó ăn vậy. Thì ra đây là cảm giác khi bố mẹ thấy con cái của mình hiểu được những gì mà mình làm cho nó. Tới giờ chu đã về nhà mình được gần 3 năm, cái nỗi lo liệu mình có nuôi được nó không, giờ đã đổi thành câu khẳng định, kiểu gì mình cũng phải nuôi cho tử tế. Khoản cắt mèo đã ổn định hơn, đã chọn được loại phù hợp, riêng khoản ăn uống thì vẫn đang trong giai đoạn thử đồ này đồ kia. Chợt nhận ra đòi nuôi mèo là quyết định của vợ, cơ mà tính ra mọi việc ngâm cứu hay là order đồ đều là do mình làm. Có lẽ vợ mình đã có kinh nghiệm nuôi một bé mèo ở Việt Nam từ trước nên mọi thứ đều rất là chill. Còn mình thì còn mới nên là vẫn còn cẩn thận. Trải lòng về lần đầu nuôi mèo của một anh chàng cận kề 30 tuổi để muốn nói rằng nó thực sự rất có ích lợi cho những ai có ý định sinh con. Nếu có điều kiện, hãy nuôi một bé mèo, bé chó hay bất kỳ một loại pet nào. Tập làm quen với các trách nhiệm, những lo lắng, những hồi hộp, lo âu, những bận rộn. Tập làm quen với việc gánh vác chúng một cách thật sự tử tế thay vì vội vã từ bỏ, đem cho đi hay là bỏ hoang. Chừng nào con cảm thấy phiền phức, không chịu nổi với những vấn đề phải lo khi nuôi pet thì bạn sẽ khó có đủ kiên nhẫn khi phải nuôi con mình. Và vì con mình không dễ dàng bỏ rơi được như pet nên những ức chế đó sẽ luôn bị tích tụ lại. Làm thì không đến nơi đến chốn, để rồi không những bạn mà cả con bạn đều sẽ phải chịu những hậu quả đáng tiếc. Tuy nhiên, không có nghĩa là bạn cứ phải nuôi pet thì mới nuôi con được tốt. Nhưng những kỹ năng hay kiến thức về việc đó đều có thể học được. Nuôi pet nếu có điều kiện chỉ là cơ hội để bạn thực hành những kỹ năng, những kiến thức đó và thực sự trải nghiệm những cảm xúc thực tế khi làm chúng mà thôi. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là PinkDot. See ya!